Xin chào, mình là Nam Hà. Hôm nay Hà xin phép chia sẻ đến bạn quy trình để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Xin mời các bạn theo dõi. Ở video trước thì Hà đã chia sẻ đến bạn là sự khác nhau của công ty 100% vốn Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như đã chia sẻ đến bạn hồ sơ thủ tục của công ty có vốn đầu tư nước ngoài rồi. Thì nay Hà xin phép chia sẻ đến bạn quy trình để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nha, để các bạn có thể tự mình làm hồ sơ cực kỳ đơn giản và vô cùng dễ dàng. Vừa rồi Hà có nhận là một bộ hồ sơ của khách hàng là công ty có 100% vốn Việt Nam, từ năm thành lập từ năm 2013, và khách hàng nhờ Hà sang nhượng 10% vốn cho một cá nhân người Hàn Quốc đứng tên. Sẵn Hà làm hồ sơ này thì Hà quay video này cho bạn biết quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chứ nhiều khi mình nói miệng không có bằng chứng gì, sợ là không ai tin. Thực sự là Hà thấy dạo này có rất là nhiều người á, thực tế không có làm gì mà cứ quay video chia sẻ kiến thức pháp lý như mình đã làm rành lắm vậy đó. Nhưng thực tế bạn ấy chỉ biết trên lý thuyết thôi mà chưa có hề làm một bộ hồ sơ nào hết. Mà thực tế với lý thuyết thì khác nhau hoàn toàn nha. Nên bạn phải cẩn thận nha. Người xưa nó có câu rất nói rất đúng: nó có sách, mắt có chứng. Nên khi nào có bằng chứng cụ thể, giấy tờ đi kèm thì chúng ta hãy tin nha. Hà vừa làm xong hồ sơ cho khách hàng của Hà là ngày 15 tháng 10 năm 2021. Nhưng mà vì bận quá nên bây giờ Hà mới có thời gian để quay video này để chia sẻ kiến thức cho các bạn. Nếu mà bạn nào cũng có công ty thì sẽ biết là tháng 10 này là tháng báo cáo thuế quý 3 đúng không? Dành cho những công ty nào báo cáo quý, đúng không nào? Và công ty Hà thì chuyên làm về dịch vụ kế toán nè, dịch vụ thành lập công ty. Nên tháng 10 này Hà cũng hơi bận một xíu. Với lại vừa rồi vừa mới nghỉ dịch 2 tháng rưỡi nên công việc bị dồn khá là nhiều. Hà cũng cần phải có thời gian để xử lý những công việc trước đó. May mà khách của Hà chưa cần hồ sơ nên từ từ Hà mới gửi qua cho khách để lấy hồ sơ này qua cho mọi người xem nè. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xem quy trình của việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào nhé. Hồ sơ này của Hà làm là thay đổi giấy phép kinh doanh công ty vốn 100% chuyển nhượng, 100% Việt Nam chuyển nhượng sang 10% cho một cá nhân người Hàn Quốc đứng tên. Thì quy trình nó cũng giống như là thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài vậy thôi ha. Quy trình của việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì gồm có 2 bước. Bước 1 đó là xin ý kiến về việc có vốn đầu tư nước ngoài tại phòng kinh tế nước ngoài. Thì đầu tiên chúng ta phải xin ý kiến của phòng kinh tế nước ngoài về việc đăng ký góp vốn này, mua cổ phần, mua phần vốn góp khi công ty có yếu tố nước ngoài nha. Thì phòng này cũng nằm trong phòng trong sở kế hoạch đầu tư thôi. Vì công ty mình có yếu tố nước ngoài nên mình phải làm thêm bước này. Và trong bước này thì có những ngành nghề nào Việt Nam chưa WTO thì mình phải loại ra hết nha. Và có một yếu tố quan trọng đi chung với ngành nghề kinh doanh đi kèm nữa, ngoài mã ngành nghề đó ra thì sẽ có mã ngành CBC nha. Thì Hà xin phép được nói sơ về ngành mã ngành CBC là mỗi ngành, phân ngành, dịch vụ trong WTO sẽ tương ứng với một mã CBC nhất định. Thực sự là Hà rất muốn liệt kê những ngành nghề nào đi chung với mã ngành CBC ngay nào cho bạn luôn. Nhưng mà soạn nó rất cũng hơi lâu và cũng mất khá là nhiều thời gian. Và hệ thống ngành của Việt Nam thì bạn cũng biết rồi, phải đến mấy ngàn ngành lận. Và khi nào Hà rảnh Hà sẽ liệt kê cho bạn tham khảo thêm nha. Còn bây giờ thì Hà sẽ để những ngành nghề mà Hà đã soạn mã CBC cho mà Hà đã soạn cho hồ sơ này để bạn tham khảo thêm nha. Thank you.
công ty vốn Việt Nam 100%, và khi có 10% vốn nước ngoài đầu tư vào á, thì có vài ngành nghề Việt Nam chưa có WTO nên phải bỏ ra, thì Hà cũng sẽ để các ngành nghề mà bên Hà bỏ ra của hồ sơ công ty này để bạn có thể tham khảo thêm nha. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh. Sau khi chúng ta nộp hồ sơ ở phòng kinh tế đối ngoại xong thì chúng ta sẽ nhận được cái hai bản thông báo này. Thì đây hai bản này là hai bản y chang nhau luôn, không khác gì nhau hết. Cái này gọi là thông báo về việc đáp ứng điều kiện vốn góp mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Và trước khi chúng ta nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại phòng đăng ký kinh doanh á, thì chúng ta sẽ scan cái này và đi nộp chung với hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn và thay đổi ngành nghề. Thì hồ sơ đó y chang như hồ sơ công ty Việt Nam vậy thôi. Và cái hồ sơ đó thì hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn và thay đổi ngành nghề thì Dohiko sẽ sớm làm video và chia sẻ đến bạn sau nha. Thì tí nữa Hà sẽ quay cận cảnh cho bạn cái hồ sơ thông báo này và cái giấy phép kinh doanh này để bạn xem kỹ hơn nha. Đây mình sẽ gửi cho bạn, đây là cái thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nha. Đây là những ngành nghề kinh doanh, thì những ngành nghề này mình sẽ copy vào khi mình nộp lại bước 2 ha. Đây là mã ngành, còn đây là mã CPC kế bên luôn. Mã ngành đây, mã CPC đây. Và mình phải copy hết những cái này trong đây luôn. Copy vào cái trong cái làm hồ sơ làm bước 2 các bạn ha. Copy hết tới đây luôn. Đó. Thì đây là cái thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài ha. Còn đây là cái giấy phép kinh, đây là hồ sơ bước 1. Và đây là giấy phép kinh doanh, hồ sơ sau khi mình làm bước 2. Đây. Thì cái công ty này là công ty trước đó là 2 thành viên và hiện tại bây giờ là 3 thành viên. Đây là thông tin của người Hàn Quốc, công anh Hàn Quốc, cá nhân là người Hàn Quốc đầu tư vào. Hầu như Hạ đã chia sẻ hết những gì cần chia sẻ đến bạn trong video này rồi. Nếu mà bạn còn thắc mắc gì hay có câu hỏi gì đó cần đặt cho Hà thì bạn có thể comment bên dưới nha, để Dohiko giải đáp thắc mắc cho bạn, hoặc kết nối với Hà qua số điện thoại Hà để trên màn hình nha. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới khác nha. Và nếu yêu thích video này thì hãy like và share thông tin này để nhiều người khác biết đến hơn nha. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.